Khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong hơn 20 điểm được lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tại đơn vị này, như quý vị đang thấy, thì hơn 5.000 công nhân dự kiến sẽ được lấy mẫu trong buổi chiều bởi lực lượng y tế từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và một số đơn vị liên quan. Hơn 30.000 công nhân đang làm việc ở 22 doanh nghiệp tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù việc tập trung công nhân để lấy mẫu xét nghiệm cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, tuy nhiên vì mục tiêu chung là phòng chống dịch bệnh nên tất cả đều nghiêm chỉnh chấp hành. Cũng linh động để mà cho từng người từng line đi lên để hạn chế tới mức tối đa cái vấn đề thiệt hại cho sản xuất, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái vấn đề xét nghiệm cho nó an toàn cho toàn công ty để mà cái hoạt động nó không bị dừng sản xuất. Việc giữ khoảng cách được duy trì tốt trong suốt quá trình lấy mẫu. Riêng tại công ty FAPV Việt Nam, nơi có nhiều lao động nhất tại khu chế xuất Tân Thuận với hơn 7.500 lao động. Toàn bộ công nhân khi biết tin sẽ lấy mẫu xét nghiệm đã chủ động ở lại chờ dù đã hết giờ làm việc. Mỗi công nhân sẽ được phát một phiếu thông tin trước khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Lực lượng y tế sẽ tiến hành gộp 5 người một mẫu. Lực lượng chức năng đã làm việc suốt đêm qua, cho đến khi toàn bộ hơn 30.000 công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận được lấy mẫu. Theo thông tin từ Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 280.000 công nhân đang làm việc trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và khu công nghệ cao sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Tuy nhiên, trước mắt sẽ ưu tiên xét nghiệm cho những công ty có đông công nhân.